Coi ye thị mội tốt bá đề huynh hữu danh vô ye hữu dị vô danh. Cùng chứ thị thường quân đồng bào tử nạn tập lỗi của hồn. À ra đặng chúng hương linh trầm lịch sạn nạn thai nhi. Cờ tư vật lực các tội tiêu nhiêu cùng. Giờ tình thương giữ huệ hương giải thoát. Giải thoát thì kiếm hương quang quanh vương trời. Biếu pháp như hương cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam hương cúng dường Bồ Tát Nam dường. Chi đoạn đành lễ Nam mô tận thư không biên pháp giới qua hiền vị lai thập phương chư Phật. Tôn pháp hiền thánh tăng thường đủ tam bảo. Chi tâm đành lễ Nam mô Tết Sơ Gào Tố Rà Tố Sa Mù Sa Mù Tờ Sa quay rõ ghê không? Máy quay rõ ghê.
Tam giới thiên tạo địa phù dương giang liệt vì thánh hiện đồng vị chân bên công đức hương hoa nhật xuân thủ giáp thiên niên di nguyện âm linh cô hồn thời thời ủng hộ xuân đa các khánh hạ bảo bình an thu hài hoa trong cuộc sống hỷ xả trong tâm tư thành tựu trong việc quý thầy đi con thông báo chút xíu đi. Quý thầy ngồi đủ chưa? Cho một bàn với mình một bàn khách có số ra bàn tất cả là ba bàn. Sau khi quý thầy cúng ở đường xong, họ trai xong, Phật tử ăn xong thì chúng tôi có một cái chút xíu phước về đây để hoàn phước gia đình và hoàn phước bà con với số ở đây lâu về gặp trở lại. Rồi tôi chúc Tết cho gia đình tôi, rồi tôi chúc Tết cho bà con lấy số ở đây, mời bà con lấy số. Còn giờ này bàn ghế đọc xong rồi hết rồi, bây giờ ngồi cho chiếc bàn mà gia đình đã bố trí sẵn. Chư Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát A Na Tát, Cơ Mở Tam Đức Lục Vị Quốc Phật Cập Thanh Pháp Giới. Quỷ Chư Môn Nam Mô Tát Phật Đức Ca Na Đô Phật Lục Vị Đế Âm Tam Phật Ca Tam Phật Ca Hồng. Nam mô Tát Phật 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 Nam mô tam sang mối niệm nông phu chi khổ hiện tiền tứ chúng phu là của bà Nguyễn Thị Cương Hành Canh Bính Tuất niên 79 tuổi cùng toàn thể con hiền cháu thảo phụng Phật tu hương tinh sâu tam báo phát khởi tính tâm kiền thỉnh tăng chúng từ quan tử chứng tích quan lâm tư gia tọa lạc tại số nhà 8 xỉu 9 đường Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chào bà bé, có bao nhiêu móc ra hết? Mà đốc mà lên. Alo, alo. Sao đây?
nay là ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con được nhân viên làm được quý thầy đến gia hộ của gia đình con cũng cũng bình văn. Tại gì chị muốn tại gì cho mẹ kể thầy cũng gì trước. Con thành tâm cúng dường với đời rồi bây giờ tâm niệm con đức này rồi đưa từng cái một đưa càng nhiều càng tốt một người cầm dĩa một người đúng đây em cầm dĩa thứ bao thầy sĩ Đại Đức cảm ơn con nha. Mà hướng Tây là Tây Tứ Trạch,
hướng nam là trước thì nói nãy giờ đúng thì biết thì sửa, thầy nói trật, còn vẫn tiếp tục nấu là bằng khoan. Chỉ có một cái lựa chọn thôi, còn lựa chọn cái để là nhưng ta bỏ thở để không
vẫn mơ về em, muôn kiếp không hề quên. Chẳng buồn em vui bên mới, chẳng buồn chi em dối gian. Anh khát khao gặp em trong cõi mơ từng đêm, để tâm tư vơi nỗi nhớ. Tình sâu thương còn vẫn mưa. Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha, và một thời tình yêu cho sáng đậm như nắng mơ. Những đêm anh vương tâm, cất tiếng hát em khẽ rung.